Những ngày này bà con nông dân thôn Đồi Cao xã Thanh An huyện Điện Biên đang bước vào thu hoạch khoai lang. Trước đây khu vực này được sử dụng để cấy lúa nhưng hiệu quả rất bấp bênh do thường xuyên thiếu nước. Bắt đầu từ năm 2019, nhờ hiệu quả kinh tế cao, cây khoai lang đã nhanh chóng được trồng thay thế cho cây lúa trên phần lớn diện tích. Sau ba vụ bỏ lúa trồng khoai lang, hơn ai hết bà Nguyễn Thị Phượng là người thấy rõ nhất hiệu quả của loại cây trồng này. Theo đó, khoai lang là cây trồng chịu được khô hạn một vụ trồng chỉ cần tưới từ 3 đến 4 lần nên tốn ít công chăm sóc. Chi phí vật tư phân bón cũng ít hơn so với trồng lúa ngô. Chỉ sử dụng phân chuồng hoai mục, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất trung bình đạt từ 11 đến 12 tấn một hecta. Giá bán hiện tại dao động từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg, thì 1.000 m2 trồng khoai lang cho thu nhập từ 14 đến 17 triệu đồng, cao hơn hẳn so với trồng lúa. Khoai lang thì cái cái thứ nhất là mình cảm thấy là cái năng suất nó cao này, cái kinh tế nó hơn này. Xong cái thứ hai là cái môi trường mà phun so với lúa là rất là hạn chế, không phải phun một tí nào cho nên là cái môi trường nó rất là trong sạch. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ cây khoai lang, trong những năm gần đây, nông dân xã Thanh An đã mở rộng diện tích trồng khoai lên gần 30 hecta. Trong đó, diện tích trồng tập trung chủ yếu ở thôn đồi cao với 18 hecta và bản Triềng An với 6 hecta. Theo những người dân cho biết, trồng khoai lang không vất vả, nhưng cần đặc biệt chú trọng đến khâu thu hoạch. Thu hoạch khoai phải chọn ngày nắng giáo và không làm khoai bị chảy xước mới bảo quản được lâu, giá bán cao hơn. Để giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng, nông sản, hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Thanh An đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang cho nông dân, xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng khoai lang chất lượng cao. Nhờ đó đến nay, bên cạnh duy trì các giống khoai bản địa như khoai tím, khoai lòng trắng, thì người dân còn đưa thêm một số giống khoai mới vào trồng nhằm tăng năng suất sản lượng giá trị. Cùng với đó là liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thanh An, hiện sản lượng khoai lang toàn xã đạt trên 300 tấn, giá trị đạt hơn 3 tỷ đồng trên năm. Thì cái diện tích uh lúa thì cấy là ở khu vực đây là một năm là hai vụ nhưng về cái năng suất năng suất thì so với lại cái sản lượng trồng khoai này thì cái trồng khoai lang này là năng suất nó cao hơn so với cái diện tích thì lúa thì một năm mà cấy ở trên cái diện tích trên ruộng này thì thu nhập ấy thì và chi phí các thứ thì cũng chỉ khoảng độ là 5 triệu trên 1.000 mét vuông nhưng so với trồng khoai là nó phải rơi vào độ 15 triệu trên 1.000 mét vuông. Được biết, ngoài xã Thanh An, huyện Điện Biên còn quy hoạch vùng trồng khoai lang tại xã Thanh Nưa và Hua Thanh. Năm 2021, toàn huyện trồng gần 100 hecta khoai lang, vụ đông và vụ xuân, sản lượng đạt trên 1.000 tấn trên năm. Với giá bán từ 10 đến 12.000 đồng một kg, khoai lang đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Hộ trồng nhiều có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng hộ trồng ít cũng có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi năm. Cũng xuất phát từ cái ở khu vực trong này là về vụ chiêm là nó ít nước. nên là bà con chuyển đổi cái cây khoai lang. Là trồng cây khoai lang là là chủ yếu cho cái vụ đông này. Sau đó là thu cái cây khoai lang này thì bà con cũng có người thì lại tiếp tục trồng một khoảng tháng 1 là bắt đầu thu khoai. Xong người ta lại tiếp tục trồng một vụ nữa năng suất thì nói chung là cái cây khoai lang này nếu tính so với cây lúa thì nó có thể là gấp đôi với gấp ba. Cùng với quy hoạch vùng trồng, công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng khoai lang cho người dân cũng được huyện Điện Biên quan tâm và chú trọng. Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Điện Biên đã mở 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng khoai lang cho trên 200 lượt hộ nông dân, hỗ trợ cây giống, phân bón để người dân mở rộng diện tích trồng khoai lang tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm và liên kết với các doanh nghiệp tổ chức thu mua khoai lang cho nhân dân. Trong thời gian qua thì qua tình hình thực tế thì chúng tôi cũng đã giả soát và cũng đang đẩy mạnh triển khai chuyển đổi một số cái loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và trong đó là có cây khoai lang. Đấy thì hiện nay là cây khoai lang thì cũng đang được tập trung phát triển tăng dần diện tích trên địa bàn các xã như là Thanh Nưa, Thanh An và khu các khu bãi màu quen ven sông Nậm rốn. Thế thì qua tình hình hiện nay thì chúng tôi đã phát triển được khoảng 150 hecta và trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục tập trung vào để giả soát các cái quỹ đất, đất nhất là đất lúa kém hiệu quả để vận động tuyên truyền cho bà con có thể là phát triển sang trồng cây khoai lang đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái ổn định cái tổ chức sản xuất có thể là sẽ vận động tuyên truyền để bà con là hình thành cái tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã để hướng tới là phát triển cái cây thế nào cây khoai lang thành cái cây trồng có hiệu quả kinh tế và cũng góp phần nâng cao thu nhập cho bà con trong sản xuất có thể thấy trồng khoai lang đã và đang mang lại hiệu quả hơn hẳn so với các cây màu khác góp phần nâng cao thu nhập theo đó, trong năm 2022, huyện Điện Biên phấn đấu tăng diện tích trồng khoai lang lên trên 150 ha, sản lượng phấn đấu đạt trên 1.500 tấn. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất khoai lang tập trung, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, tăng cường quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng sản phẩm khoai lang thanh an thanh nưa thành sản phẩm ô cốp tiêu biểu của địa phương.